Hello cả nhà nha, lại là Xin đây. Đáp án chính video trước là Việt Nam 1. Đọc cái danh sách kết quả mọi người mà thấy bực mình ngang á. Viết tắt quá nhiều. Tôi nhớ hai câu hỏi lần trước là dạng trắc nghiệm mà. Không lẽ bây giờ thấy viết tắt mình lại hủy kết quả đi? Dỗi thật chứ, bình thường viết tắt một số từ hoặc đơn vị tiền tệ thì không sao. Bây giờ đến tên quốc gia mà vẫn còn viết tắt. Lại còn viết tắt trên câu hỏi trắc nghiệm nữa chứ. Bỏ tay thật. Ok, nghe câu hỏi chính ngày hôm nay này. Bạn mình sắp review đây là Lê Vân bao nhiêu? Bạn này chụp với các món đồ nội thất khác nhau. Ảnh có vẻ mờ, chắc đã được chỉnh hiệu ứng trong phần camera. Cho nên là Leco. Bạn này đang ở nhà mái cam 2 tầng 10.800 tiền sao. Sàn nhà là khảm đố 1.200 tiền sao. Dây dán tường là nâu xương cả 4.500 tiền sao. Nếu để ý, ở ngoài cổng bạn ý trang trí khá là nhiều món đồ khác nhau từ các sự kiện khác nhau. Rồi tôi thắc mắc là cái cầu trượt với ba cái thảm này để làm gì? Ngay bên cạnh đấy bạn ý có đặt khá là nhiều bạt nhún của sự kiện Halloween. Góc còn lại ở đại sảnh là căn bếp và các vật phẩm trang trí khác nữa. Từ các sự kiện như là Halloween, sinh nhật của Burzon, lễ tạ ơn vàng ươm nữa. Dãy bếp thì chưa được đều màu cho lắm, mỗi màu bạn ý lại chọn một cái. Và đôi lúc có thể hơi phi logic một tí, nhưng mà đổi lại thì mình thấy khá là nhiều bàn ăn, chắc ổn. Xem nào, nhà tắm kín, đa số mỗi thứ trong này đều có một cặp. Đến đồ nội thất trong này bạn ý cũng trang trí theo có được có cặp. Thì tôi thấy khá là nhiều bạn có dấu hiệu của sự nhột rồi đấy. Dưới chân cầu thang thì có cả bể cá, bên cạnh thì có thêm các vật phẩm trang trí như video. Còn ở trên tầng 2 thì ngoài các vật phẩm dọc như các bạn đã được xem qua, nhà bạn này cũng đầy đủ tính năng yêu cầu cơ bản. Nhưng mình đánh giá không được cao cho lắm, cho nên mình sẽ để đạt 7 trên 10 nhé. Tóc cáo huyền diệu ở trong gói cáo huyền diệu, băng đô là phong ở trong hộp bốc thăm may mắn của sự kiện lễ tạ ơn vàng ươm. Còn bộ đồ ngủ mộng mơ này khả năng cao là có hai nguồn thu nhập, đấy là gói sản phẩm như game đang hiển thị và ở trong quà tặng tin nhắn nữa. Vì mình cũng có một cái áo này nhưng ở trong quà tặng tin nhắn khi dùng tài khoản game phụ để tặng tài khoản chính. Váy mini đen ở trong gói sản phẩm quý tinh nghịch, bốt cáo huyền diệu cùng gói với bộ tóc, ba lô sang trọng ở trong cửa hàng trang phục có giá 24.000 tiền sao, kính lúc hoa xanh ở trong cửa hàng trang phục với giá 11 kim cương, trang trí mặt có 4 lá ở trong gói đầm thánh bằng kim cương, biểu cảm trong sáng ở trong cửa hàng trang phục với giá 4.200 tiền sao. Người bạn này chia ra làm hai khúc, đấy là phần trên thì sặc sỡ nghiêng tông tím, còn về phần chân thì lại chọn tông đen. Tuy chưa được ăn khớp cho lắm nhưng phối đồ cũng tạm ổn, cho nên mình sẽ để bạn này là 7.5 trên 10 nha. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Còn câu hỏi phụ nhân đôi may mắn hôm nay là, bộ đồ tuần lộc mình đang mặc để quay video này được mua với giá bao nhiêu kim cương hoặc tiền sao? Gợi ý, bộ đồ ở trong cửa hàng trang phục và ở mục áo. Bấm sắp xếp từ các món đồ cao cấp xuống là sẽ thấy nhé. Bộ đồ tuần lộc mũi đỏ phát sáng ở trong cửa hàng trang phục khi có một bộ thôi. Vậy nha, chúc may mắn. À, đúng rồi, nhớ ghi rõ đơn vị tiền tệ ra đấy. Chứ vô duyên vô cớ vứt cho tôi một con số xong không có đơn vị tiền tệ là tôi không chấp nhận đáp án đâu đấy. Ảnh bìa bạn này có vẻ mờ, chắc được chỉnh sửa về phần màu rồi. Bạn này đang ở nhà hiện đại 2 tầng 21.600 tiền sao. Sàn nhà là màu xám gạch vuông tối 3.000 tiền sao. Dây dán tường là pha lê đen 36 kim cương. Ấy xuất hiện một nhân vật quen thuộc này. Bé mũi, ám nhau từ khu cắm trại đến hồ nước và khu vực đu quay khổng lồ nữa trời. À, mất rồi thì thôi, review nhà tiếp vậy. Ở đại sảnh chính thì mình thấy bạn ý để các đồ đạc khá là thưa thớt và cũng không có sự liên kết cho lắm. Chỗ này chúng ta có góc chăm thú cưng và lối đi ra ngoài sân. Ở đây có các dòng máy chơi game của 4 tựa game mini tại nhà này. Hình như thiếu mất một cái hiện tắc một mini game. Ở trong này tông màu nâu là chủ yếu. Rừng cá voi, lồng và bảng nhốt côn trùng, mấy cái đèn và bàn trang điểm. Ua, tưởng đây là cái đèn khoảng 3.000 tiền sao ở trong cửa hàng nội thất chứ. Còn lại là bàn sinh nhật gấu bơ dương, ghế thủ dâu, thảm cá. Ấy, cứ mãi review nhà mà quên mất không kiểm tra nhiệm vụ nhu cầu. Ở trong này cũng là một căn phòng tông nâu là chủ yếu, nhưng ở góc này thì mọi thứ nghiêng về tông hồng.
cái ghế này có hiệu ứng khá là đẹp, nhìn cũng thích. Tuy nhiên, nhà mình cũng gần 1.000 sức chứa rồi nên không để được nữa. Vẫn là bảng và lồng nhốt côn trùng và máy phi tiêu. Hai căn phòng ở bên phải hao hao giống nhau. Các món đồ sự kiện Halloween. À, đây, nhà tắm đây rồi. Saji chủ nhà, dùng ké một tí. Mọi người có thấy tài khoản tiền sao của mình không? Có 1.413 tiền sao thôi. Về sự nghiệp tích tiền sao để xây nhà đó. Như mọi người đã thấy thì căn nhà tắm được thiết kế đủ dùng. Cái gì mà tích tận mấy cái cần câu ở dưới đây vậy? Nhìn cảm quan chung thì đây là một dạng bếp và phòng ăn. Từ hộp dưa hấu, hộp chanh, sự kiện gấu bơ rôn và nhiều món đồ khác nhau nữa. Ở ngoài sân thì bạn ý chỉ là một khu bé bé ở trên cao này thôi. Nhà bạn này mình đánh giá là cũng đầy đủ tính năng nhu cầu cơ bản và thêm một khu bé bé này ở ngoài. Cho nên mình sẽ để bạn này là 7.5 trên 10 nhé. Ở đây chúng ta có múc áo, quần và giày ở trong sự kiện sinh nhật gấu bơ rôn. Bím tóc ngắn ở trong sự kiện là phong. Kính nửa cộng vuông ở trong cửa hàng trang phục với giá 750 tiền sao. Má đỏ ngại ngùng ở trong cửa hàng trang phục với giá 300 tiền sao. Biểu cảm ở trong quà tặng lúc mới tạo tài khoản game. Bạn này mặc đa số là đồ thiết kế sẵn và đồ sự kiện, cho nên mình sẽ để bạn này là 7 trên 10 điểm thôi nha. Ký tường, Shin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Thông báo về sự kiện mới của mình. Hôm nay là 18 tháng 12 và cũng sắp đến Noel và Tết Dương Lịch, cho nên mình sẽ quyết định tổ chức mini game tặng vàng cho mọi người. Nhưng mà hiện tại là đang có 2 mini game, mình sẽ quyết định để cho mọi người bình chọn. Link bình chọn thì mình sẽ để ở phần ghi bình luận ở dưới video. Thời gian bình chọn từ hôm nay ngày 18 tháng 12 đến hết ngày 22 tháng 12 và công bố kết quả ở ngày 23 tháng 12. Mình sẽ thông báo kết quả dưới dạng video và bài đăng YouTube vào ngày 23 tháng 12 nhé. Ok, video dài rồi. Ba ba cả nhà, chúc cả nhà may mắn. Ba ba.